Thanh Tùng kính là chào tới ngũ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Vì sao mà cựu bí thư và cũng là cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật? Vụ này có liên quan gì tới vụ khu đất thủ thiêm gây tranh cãi? Và vụ này có liên quan gì tới trường hợp của Trương Mỹ Lan? Thanh Tùng sẽ kể chuyện của gì nghe. Và yeah. đồng thời câu chuyện xôn xao mấy ngày nay Bộ Văn hóa của Cộng sản Việt Nam nhảy vào cuộc để xem xét điều tra xem liệu quy hiệu mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo trên trang phục trình diễn live show Ngày Em Thấp Sao Trời diễn ra tại Sài Gòn vào đêm của ngày thứ Bảy tuần trước 4 tây tháng 5. Nó có phải là quy hiệu thuộc về Việt Nam Cộng Hòa trước đó hay không? Dập họp đe dọa rằng họ đe dọa rằng nếu họ tìm ra bằng chứng thì họ sẽ xem xét xử lý ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sự việc này ra sao? Thanh Tùng cũng sẽ kể chuyện cho quý vị nghe. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Quý vị đang lo lắng về sức khỏe đôi mắt của mình cũng như các thành viên trong gia đình mình. Muốn tìm một bác sĩ nhãn khoa nhiều kinh nghiệm, một văn phòng nhãn khoa hiện đại với những công nghệ vượt bậc và những phương pháp điều trị tiên tiến mới lạ và hiệu quả tuyệt đối. Xin giới thiệu văn phòng nhãn khoa IC Optometry cùng bác sĩ Đinh Lê tòa lạc tại Việt Nam Thao. Văn phòng mới khai trương hoàn toàn mới mẻ tiện nghi, được trang bị công nghệ máy móc hiện đại tối tân. Là nơi duy nhất ở vùng B có dịch vụ niềng mắt với công nghệ hiện đại, kết quả niềng mắt trong thời gian rất ngắn. Có nhiều địa điểm với bác sĩ nhãn khoa kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện cho quý khách. IC Optometry cung cấp đa dạng các mẫu kính từ giá phải chăng đến các mẫu kính độc quyền. Ngoài ra chúng tôi còn sở hữu khoa kính lớn nhất với 3 địa điểm. Văn phòng tại Việt Nam Thao 979 Sodor Road, suite 7009 Senoji 95122, đối diện cầm tấm thiên hương cạnh trà Phúc Long. 2063 Camden Avenue, Senoji 95124, 6815 Camino Arroyo, suốt 60 Gilroy 95020. Điện thoại 408 920 000 Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party thuê các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này, mua hai sản phẩm mềm sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương Công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholi Road 408 270 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Thứ gì đầu tiên, câu chuyện liên quan tới Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch của Cộng sản Việt Nam đã có chỉ thị để làm rõ quy hiệu bị cho là lạ, giống như dạng quy hiệu thời Việt Nam Cộng Hòa. Mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đeo tại chương trình live show Ngày Em Thắp Sao Trời diễn ra vào tối thứ Bảy 4 tây tháng 5 vừa qua ở thành phố Sài Gòn. Truyền thông nhà nước vào hôm qua 7 tháng 5 loan tin dẫn ý kiến chỉ thị của Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch đối với Sở Văn hóa Thông tin Du lịch thành phố Sài Gòn là nơi cấp phép cho chương trình của Đàm Vĩnh Hưng được trình diễn như vừa nêu. Như tin đã loan, sau đêm trình diễn live concert với chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời, dài chừng 4 tiếng đồng hồ với khoảng 62 bản mashup do Đàm Vĩnh Hưng trình bày, trên mạng xã hội xảy ra cuộc tranh cãi về một trong những bộ trang phục mà ca sĩ này mặc. Đặc biệt là một thiết kế giống với loại quy chương của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Các sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau đó đã lên tiếng trên trang cá nhân cho rằng các quy hiệu đi kèm Hưng có chụp cận cho mọi người thấy đều là những phụ kiện bình thường mang tính chất trang trí pha sinh để bộ trang phục thêm phần bắt mắt hoàn toàn không có một ẩn ý về chính trị nào như các trang mạng đang dẫn dắt. Đó là phần trình bày của Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng cũng tiết lộ bộ trang phục anh mặc lúc trình diễn là do Tuấn Trần đã thiết kế riêng và lấy cảm hứng từ bộ trang phục trên sàn diễn thời trang runway của quốc tế mà ca sĩ này rất thích. Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định sẽ quyết định không sử dụng trang phục này tại show diễn ở Hà Nội sắp tới để tránh xảy ra những hiểu lầm và các thành phần xấu lợi dụng để đẩy câu chuyện đi xa. Hôm 5 tháng 5, tức là một ngày sau live show của Đàm Vĩnh Hưng, trên trang Vietnam People's Navy chữ tiếng Anh mà dịch sang tiếng Việt là Trang Hải quân Nhân dân Việt Nam. Có 20.000 người theo dõi, dĩ nhiên đây là trang của Cộng sản Việt Nam. Hải quân này là hải quân của Cộng sản Việt Nam nha quý vị. Thì trang này có 20.000 người theo dõi nhưng lạ là không có tích xanh. Đã đăng tải các tấm ảnh trong buổi trình diễn của Mr. Đàm và cho rằng ca sĩ này đã mang cái hồn ma của bọn ngụy có tên gọi là Biệt Công Bội Tinh trong đêm nhạc bolero. Quý vị thấy họ chụp mũ dễ dàng quá quý vị ha. Cứ thấy đeo một cái huy hiệu lạ thì cứ thế mà chụp mũ, chụp mũ, chụp mũ và chụp mũ. Không tìm hiểu gì hết trơn. Muốn chụp mũ thì cứ chụp mũ thôi. Huy chương, biệt công, bội tinh là gì quý vị? Họ cáo buộc rằng cái huy hiệu mà Đàm Vĩnh Hưng đeo trên ngực áo của bộ trang phục trình diễn trong đêm live show nó giống như là huy chương biệt công bội tinh. huy chương biệt công bội tinh là quy chương được trao tặng cho những quân nhân nào có công với nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 và trao cho cả các quân nhân ngoại quốc. Theo tấm ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chụp cận cảnh và đăng trên trang cá nhân, huy chương mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cài áo có dòng chữ 2 quality garment có nghĩa rằng là hàng may mặc có phẩm chất cao. Theo Đàm Vĩnh Hưng giải thích là chất lượng cao của ngành may mặc nó không giống gì với huy chương thời Việt Nam Cộng hòa. Đấy, vậy mà vậy mà xôn xao dư luận để rồi dù Đàm Vĩnh Hưng đã giải thích, Bộ Văn hóa thể thao du lịch của Cộng sản Việt Nam nhanh nhẩu nhảy vào cuộc và tuyên bố chúng tôi sẽ tìm hiểu, chúng tôi sẽ điều tra, chúng tôi đã nắm bắt thông tin. Và rồi, họ giao cho Sở Văn hóa Thông tin Du lịch của thành phố Sài Gòn là nơi cấp phép cho live show của Đàm Vĩnh Hưng phải điều tra sự việc này. Nhỏ còn hứa rằng là hứa hoặc có thể hiểu là đe dọa rằng là nếu chúng tôi tìm thấy quả như những lời đồn là đúng thì chúng tôi sẽ có biện pháp để xử lý Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị nghe xong rồi, quý vị nghĩ sao? Quý vị Thanh Tùng hỏi thiệt. Thanh Tùng hỏi thiệt, quý vị nghĩ sao trong vụ này? Thứ nhất, đây chỉ là một phụ kiện được đeo trên ngực áo có một bộ trang phục trong live show. Quay cận cảnh, chụp cận cảnh, lấy tay dạt ra tấm ảnh cũng chẳng có hàng chữ nào ghi chữ Việt Nam Cộng Hòa hay là biệt công bội tinh trên đó cả nó chỉ vô tình nó giống với quy chương trước 1975 mà thôi. Nhưng bởi vì có thể người ta quá nhạy cảm chăng có gì để ý trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Chính phủ đã mắt nhắm, mắt mở để cho rất nhiều các ca sĩ họ mặc những bộ đồ giống như là các bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa. Quay MV lên sân khấu trình diễn. Họ nói rằng là miễn đừng có bất kỳ một cái xác định nào đó là quân phục của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Chứ mặc đồ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ok. Hàng loạt MV được phát hành quá vậy. Thậm chí nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn được cho hát mà. Tôi thường đi đó đây, bùng đen in dấu dày, lửa thù no đôi mắt. Trời ơi hát rần rần. Không sao. Thế khi đàm Vĩnh Hưng với cái bộ cái ký cái, 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 quy hiệu này thì bị làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện. Bây giờ, rất nhiều bình luận ở trên mạng xã hội họ nói rằng là nếu có chăng thì đây chỉ là một sơ xuất của Đàm Vĩnh Hưng trong việc chọn phụ kiện cho phần trình diễn của mình. Nó không đáng để làm lớn chuyện lên như vậy. Dùng đúng chữ của việc cộng nha quý vị. Nó không đáng để nâng quan điểm lên như vậy. Các cha, các mẹ nâng quan điểm dữ quá. Cho nên thấy vấn đề nó, nó dữ dội. Bây giờ mình nhìn lại nè, nhìn lại nè. Thế nếu Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch Cộng sản Việt Nam mà nhanh nhạy như vậy, tại sao không ra tay, không có biện pháp, không làm cái gì? Trong suốt hơn một năm trời, Nguyễn Phương Hằng nó quẩy phá trên mạng xã hội. Quẩy phá trên mạng xã hội, nó không chỉ dính tới vấn đề thuộc về văn hóa mà nó còn dính tới an ninh mạng. Vậy an ninh mạng, công an với Bộ Văn hóa đã làm cái gì? Trong suốt hơn một năm trời, Nguyễn Phương Hằng quậy lôi từng nghệ sĩ là những thành viên của bộ văn hóa ra mà chửi chửi mà không có bằng chứng chửi cho đã chửi cho sướng cái miệng làm nhục thanh danh của người ta bộ văn hóa ngồi ở đâu khi nguyễn phương hằng quậy như vậy hơn một năm trời chứ giá như nhảy vô mà giải quyết sớm thì đâu có tệ tới như vậy sao vậy sao ngồi yên ngậm miệng suốt một năm vậy rồi bây giờ chỉ vì một cái quy hiệu Rồi nhảy vào cuộc nhanh nhẩu Chưa đầy 48 tiếng đồng hồ Chúng tôi sẽ điều tra Chúng tôi sẽ tìm hiểu Và nếu quả đúng như vậy sẽ xử lý kỷ luật Xử lý cái gì? Rảnh! Đúng không quý vị? Đây là rảnh nè à. Mấy cha mấy mẹ bên bộ dân quá rảnh nè à. Chửi thẳng mặt luôn á Sau ít phút quảng cáo Thanh Tùng trở lại sẽ kể của vị nghe lý do gì sao Lê Thanh Hải Cựu Chủ tịch thành phố Cựu bí thư thành phố Sài Gòn bị đề nghị kỷ luật ăn chia ra sao? Quý vị nhớ đón xem sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gọi là trò tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV chào mừng đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Đúng như lời đồn Lê Thanh Hải, cựu bí thư và công lịch, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn đã bị đề nghị kỷ luật. Ông nội này thì đã được cho về hưu rồi, nhưng tại sao bây giờ mới bị lôi ra? Dính tới những vụ nào thủ thiêm chăng? Vạn thịnh phát chăng? Nguyễn Cao Trí chăng? Trương Mỹ Lan chăng? Thanh Tùng sẽ kể chuyện của gì nghe, tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News giới thanh tồn vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio MOR2 này là dành cho bạn. Xin gọi 800 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087 Điện thoại 408 294 2354. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose bên cạnh GMV và đối diện Costco 408 279 5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm Chẩn đoán và Điều trị Tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408 293 5900. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, Và cá nhân các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong Lê Thanh Hải là cựu Ủy viên Bộ Chính trị Cựu Bí thư Thành ủy, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn Quý vị nghe ba cái tên Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong với những ai là cư dân của Sài Gòn trong những năm vừa qua hoặc thậm chí không phải là cư dân nhưng nếu có gì là Việt kiều có làm ăn đi đi về về với uh, thân nhân của mình không xa lạ với ba cái tên này. Ngồi ở vị trí được xem là cộm cán hàng đầu chớp bu của Sài Gòn, thành phố được xem là đầu tàu kinh tế của cả nước thành phố kiếm tiền nhiều nhất cho cả nước, thành phố giàu nhất cho cả nước, ăn cũng dữ dội nhất so với cả nước. Thì ba cái tên này mà bị đem ra kỷ luật thì dân chúng lúc đó không có ngạc nhiên. Không ngạc nhiên nha quý vị. Tuy nhiên người ta chỉ ngạc nhiên là ta, phải đợi cho tới bây giờ mới bị kỷ luật thôi. Thì Thanh Tùng muốn mang đến quý gì bản tin được đăng trên trang BBC Việt ngữ liên quan sự việc này. Thưa quý vị, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong đều là cựu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, cựu phó bí thư thành ủy, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Ghê lắm nha quý vị. Còn Lê Thanh Hải xin nhắc lại là cựu ủy viên bộ chính trị, cựu bí thư thành ủy, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn. Thứ dữ không nha quý vị. Các sai phạm nghiêm trọng của các cá nhân và tổ chức vừa nêu được xác định có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Trương Mỹ Lan và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch. Nguyễn Thị Thanh Nhàn hiện đang trốn truy nã. Không dính thôi. Tôi nói dính là nó thứ dữ không. Không dính thôi, không ăn thôi. Ăn, ăn cho đáng. Đúng không quý vị? Biết thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố không ăn thôi, ăn thì phải ăn chung với những tập đoàn dữ dội không đâu quý vị. Cụ thể theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn và nhiều tổ chức, cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản trị, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng tại các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử phạt kỷ luật, nhiều cán bộ đảng viên bị xử phạt hình sự. Thông cáo của Ủy ban Trung ương nêu nguyên văn như sau, thanh tùng đọc để hầu quý vị. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật. Lê Thanh Hải đã nghỉ hưu sau đại hội Đảng 12 vào năm 2016. Tuy nhiên, tới tháng 3 năm 2020, ông đã bị cách chức nguyên bí thư thành ủy Sài Gòn giai đoạn 2010-2015. Nguyên nhân là trong thời gian giữ cương vị ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên là bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn, ông phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm và khuyết điểm có ban thường vụ và thường trực thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo và chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ kết luận Lê Thanh Hải đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc của thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của ban thường vụ thành ủy. Ngoài ra, với cương vị là phó bí thư thành ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giai đoạn 2001-2006, Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Ủy ban nhân dân thành phố, trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố và quy định của luật ngân sách năm 2002, luật xây dựng năm 2003. Với những vi phạm đó, Lê Thanh Hải đã bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật với hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn một nhiệm kỳ là 2010-2015 do từng giữ chức vụ này hai nhiệm kỳ tức là 2005 tới 2010 và 2010 tới 2015 và chỉ bị cách chức một nhiệm kỳ vừa kể cho nên Lê Thanh Hải vẫn là cựu bí thư thành ủy thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2005 và 2010. Việc Lê Thanh Hải bị kỷ luật đã xảy ra được 4 năm rồi, nhưng tới ngày 20 tháng 4 thì truyền hình nhân dân đã đăng tải video có nhan đề kiểm soát quyền lực ngăn chặn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ một điều cần lưu ý là truyền hình nhân dân là bộ phận báo hình của báo nhân dân là cơ quan trung ương của đảng cộng sản việt nam việc lê thanh hải một cựu viên chức hàng đầu bị nhắc tên do những sai phạm từ nhiều năm trước trong bối cảnh chiến dịch đốt lò của tổng bí thư nguyễn phú trọng đang quyết liệt dự báo việc lê thanh hải có thể gặp rắc rối giờ đây lê thanh hải lại tiếp tục bị đề nghị kỷ luật đã củng cố những nhận định của giới quan sát chính trị việt nam về cách chuẩn bị dư luận khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương sắp đề nghị kỷ luật các lãnh đạo hàng đầu dù đã nghỉ hưu. Hai nhân vật cộm cán khác của Sài Gòn bị đề nghị kỷ luật cùng với Lê Thanh Hải trong đợt này còn có Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong. Hai ông Quân và Phong cũng từng bị đảng kỷ luật trước đó bằng hình thức cảnh cáo. Cụ thể, năm 2022, Nguyễn Thành Phong bị Bộ Chính trị kỷ luật vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng và ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021. Khi Nguyễn Thành Phong giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2021, Bộ Chính trị đã kỷ luật cảnh cáo Nguyễn Thành Phong và sau đó Trung ương Đảng đã cho ông thôi làm ủy viên Trung ương Đảng. Năm 2020, Lê Hoàng Quân bị kỷ luật vì chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và của Ủy ban Nhân dân Thành phố Sài Gòn nhiệm kỳ 2011-2016 trong triển khai tổ chức thực hiện dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vụ việc tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đã gây ra nhiều tranh chấp giữa người dân có đất đai bị giải tỏa với chính quyền đây là một vụ việc có tác động lớn đến chính trị, ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín của chính quyền địa phương và trung ương. Bên cạnh vụ án thủ thiêm, có những ý kiến cho rằng lê thanh hải có thể phải chịu trách nhiệm khi để ra những sai phạm có tập đoàn vạn thịnh phát. giờ đây, ủy ban kiểm tra trung ương đã đề nghị kỷ luật lê thanh hải do vi phạm liên quan tới tập đoàn này. dù không nêu cụ thể nhưng thông báo của ủy ban kiểm tra trung ương viết rằng lê thanh hải, lê hoàng phong và nguyễn thành Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong vi phạm nghiêm trọng các quy định trong quản lý sử dụng đất, tài chính, tài sản đầu tư, quy hoạch xây dựng các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế thực hiện. Thực tế, Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có những vi phạm trong nhiều năm ở Sài Gòn trong thời gian Lê Thanh Hải giữ chức bí thư thành ủy. Sau khi Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4, Dự án dạng thịnh phát đã được báo chí quốc tế chú ý. Viết về vụ việc tạp chí Time cho rằng Trương Mỹ Lan ác phải có mốc nối hoặc nhận sự bảo trợ từ những nhân vật có quyền lực để xây dựng một đế chế bất động sản ở Việt Nam, nơi mà đất đai đều thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Tờ báo Time nhắc lại, việc Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn bị kỷ luật do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng liên quan tới dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thưa quý vị, câu chuyện này cả nước đều biết, thế giới người ta cũng biết. Nhưng phải đợi cho tới bây giờ thì mới bắt đầu kỷ luật. Có vẻ như lò của bác Trọng đang nóng dần cho sự giúp sức của Bộ trưởng Tô Lâm. Còn nhiều chuyện để xem lắm quý vị, có gì mới Thanh Tùng kể quý vị nghe. Hẹn gặp quý vị Hot News với Thanh Tùng vào ngày mai.